Đầu tiên đánh là chuyển trọng tâm của chân đánh, sau đó di chuyển, xong là chuyển trọng tâm đánh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Xoay chuyển, đánh, nhảy, xoay chuyển. Chân chưa, chưa cảm giác cái chân trái. Đúng, đúng. Với channel của Tý Long Club, lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Dạ, em tên là Thuận, năm nay em 55 tuổi, em ở quận 1. Hôm nay tới đây cũng nhờ thầy Long là hướng dẫn là tập một số các cái kỹ thuật về bộ môn bóng bàn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tập bài di chuyển đánh đều thuận tay 2 điểm. Em sẽ đưa vào một quả đầu tiên ở ngay góc bàn. Thì khi đó anh đứng ở vị trí này giữa bàn là anh xoay người, anh đánh cái quả bóng ở điểm này. Xoay. Sau đó bắt đầu em sẽ đưa cái quả bóng thứ hai vào ngay giữa bàn. Thì anh phải dời vị trí đứng của anh sang điểm này bằng cách di chuyển. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng di chuyển bước đôi. Anh đã biết kỹ thuật di chuyển bước đôi chưa? Dạ chưa. Dạ rồi. Di chuyển bước đơn hay còn gọi là một bước thì mình chỉ việc bước chân, bóng sang bên nào mình bước chân đó, mình bước xong mình đánh, mình bước về. Ví dụ bóng nó sang đây, anh tay trái thì mình bước sang đánh trái, bước về. Nhưng mà sử dụng bước đơn khi bóng nó rơi, nó dao động trong biên độ nhỏ, bóng nó rơi ở những cái vị trí gần người anh. Anh có thể anh xem những cái video về di chuyển bước chân trong danh sách phát của em, anh vào trong kênh, anh chuyển qua danh sách phát thì em sẽ có tổng hợp những cái bước di chuyển trong một cái list video đó. Còn bây giờ chúng ta di chuyển bước đôi, cần biên độ di chuyển xa hơn, rộng hơn. Và di chuyển bước đôi giúp chúng ta nhanh hơn bước đơn. Chúng ta sẽ sử dụng nó để đánh những cái tình huống bóng xoáy lên là đôi công nhanh. Thì bước đôi, đôi là hai, là sử dụng là hai chân. Thì anh sẽ di chuyển sang hướng sang bên phải. Thì lúc này chân trái trước, thì em sẽ làm chậm, bước chân trái sang, sau đó bước chân phải qua. Rồi, bắt đầu là xoay người đánh. Anh nhớ lúc này mình sẽ sử dụng hai thao tác của chân. Đầu tiên đánh là chuyển trọng tâm của chân đánh, sau đó di chuyển, xong là chuyển trọng tâm đánh. Khi mình mới tập, mình sẽ tập chậm, làm đúng đủ thao tác. Tránh trường hợp mới tập, tập nhanh thì chúng ta vừa nhảy vừa đánh, vậy là sai. Rồi, em làm lại. Rồi, bây giờ anh đứng phía sau em, anh làm theo. Xích lên đây. 1, 2. Rồi ngược lại, di chuyển từ phải sang trái, đánh điểm số 1. 1, 2, tiếp tục. 1, 2, 1, 2. Rồi bắt đầu nhanh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi anh vào làm. Thử xoay đánh, xoay hông đánh, chuyển trọng tâm đánh, di chuyển, xoay hông đánh, chưa xoay chân, chuyển chân, xoay ra phía sau chuyển. Rồi bắt đầu đánh xong, đánh xong là về tư thế chuẩn bị, xong mới bắt đầu nhảy, xong mới bắt đầu xoay chuyển, đánh xong mới bắt đầu chuyển về tư thế chuẩn bị. Tránh trường hợp đánh xong tay đang còn trên đây di chuyển qua sai. Luôn luôn về tư thế chuẩn bị. Đây, hai quả bóng ở đây. 1, xoay đánh, về tới chuẩn bị, nhảy, xoay đánh. Đúng, nhảy, xoay đánh. Đừng kéo tay, chân hông, giữ tay gần người. Đúng, đúng rồi. Rồi, bắt đầu tập thật chậm. Xoay chuyển, đánh, nhảy, xoay chuyển, chân chưa,
chưa có cảm giác cái chân trái. Rồi nhảy. Làm lại, nhảy. Nhảy về anh. Lạnh nhảy sang, lạnh nhảy về. Sai. Từ từ thôi, đúng rồi. Xoay đánh. Chân hồng. Đúng. Vấn đề là di chuyển giúp anh dời vị trí từ điểm A sang điểm B. Còn điểm A anh đánh như thế nào thì điểm B đánh y chang như vậy. Tránh trường hợp điểm A dùng chân hông và tay đủ, điểm B lại thiếu chân, chỉ có xài hông và tay là chưa tốt. Điểm A và điểm B đánh giống như nhau, bước chân giúp anh dời vị trí chỗ anh đứng thôi. Xoay chuyển, đúng. Cứ nhớ nha, nhớ. Nhớ thao tác chân trái của anh, chân và hông trước, đúng, nhảy. Xoay. Rồi. Thì anh có thể anh về tập ở nhà, anh quên cái tay đi. Mình bắt đầu ha. Mình tưởng tượng, mình hình dung. Chưa cần bóng cũng được. Xoay, chuyển, xong nhảy. Xoay, chuyển, chưa cần đánh. Mình tập cái thao tác chân và hông đã, để cho nó thành một cái phản xạ thói quen đã. 1, 2. Xoay người tới, đổ tới chứ không có đứng người lên. Xoay tới, nhảy. Luôn luôn giữ trọng tâm và giữ cái lưng mình hướng tới nè. 1, 2. Nhảy. 1, 2. Nhảy. 1, 2. Đúng rồi. Và anh có thể tập ở nhà. Ví dụ 1, 2. Xong nhảy. 1, 2. Nhảy. 1, 2. Và tất cả nhắm đánh về một vị trí, một điểm. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hơi với tay, chân hông, xoay. Chưa xoay chân, nhảy. Về vị trí chuẩn bị. 1, 2. Cảm nhận chân hông trước. Quên tay đi anh ơi, đúng. Đúng. Và tay anh xoay hơi quá, qua bên cái vai phải, tới phía trước mặt là dừng lại. Đúng, quên tay đi. Rồi, bây giờ thử nha. Thực tế. Xin lỗi. Rồi. 1, 2. 1, 2. Mới mình cứ làm quen một tua trước. Đúng. Chân nhảy. Rồi xích qua. Thở, hít, thở, chân, hông, quên tay, quên tay. Làm sao chân, chân với hông. Đúng rồi, làm sao chân với hông đi theo bóng. Và khi di chuyển nhớ giữ cự ly làm sao cho cái tay nó phù hợp. Cảm thấy cái tay anh hơi với là chân mình di chuyển nó chưa tới. Nó nên về lâu dài chân phải chính xác đồng thời với cái tay. Chân anh di chuyển làm sao chính xác, anh giữ đúng cái cự ly tay và bóng thì lúc đó mình đánh nó mới tốt. Nên chân mình cũng phải luyện nhiều nữa, chứ không phải chỉ luyện tay không. Cho nên anh kéo vai rồi. Chân hông đẩy vô bóng, đẩy chân hông vào bóng, nhảy, đẩy chân hông vào bóng. Đúng, đẩy chân hông vào quả bóng, cứ nhớ. Đẩy chân hông vào bóng trước. Thở, hít, thở, hít, thở. Hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, xoay. Đúng, xoay hông. Xoay, 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 xoay. Đừng nhanh, nhớ thao tác. Mời. Chân hông, chân hông, chú ý. Chân hông là quan trọng.
Tốt. Rồi bây giờ bài tập về nhà. Bài tập về nhà anh có thể tập không cầm vợt, cầm quả bóng. Một, anh thả đây nè, xong xoay người chụp, xong nhảy qua, thả xoay người chụp, nhảy qua xoay người chụp. Nó giúp cho mình có cái thao tác cầm nắm đó, nó vừa tập được cái cảm giác chân và hông, vừa có thao tác khi đánh là phải nắm bóp tay đó, anh thư giãn và bóp tay đó. Nên cái bài tập này anh có thể là tập thêm ở nhà. 1, 2 thả xuống xoay, thả xong rồi mới bắt đầu nè, nhảy qua thả bóng rồi xoay, 2 thả nhảy, xoay. Và anh có thể kết hợp cái bài tập ở nhà là thả xoay chụp, thả trên bàn. Anh thả trên bàn hoặc anh thả dưới đất cũng được. À, rồi sau khi quen thì anh cầm vợt là tập cái bài giống như hồi nãy em hướng dẫn anh. Thả, cầm tay phải, thả xuống, xoay, đánh tay trái, xong bắt đầu di chuyển. Rồi anh thử làm. Anh bỏ vợt lên bàn. Không, thả một tay cũng được, cầm tay trái, cầm tay trái, thả bóng xuống, rồi thả xuống, xoay hông, xoay chân hông, thả xuống. Em được thuận cái đánh bên tay trái. À đúng rồi, nhảy, thả xoay, nhảy, thả xoay. Quan trọng là bước nhảy á, nhảy cho đúng chứ không phải là tập trung vào chụp bóng. Nhảy đúng, chân chưa xoay, mũi chân phải, chân trái anh chưa xoay. Đúng. Đúng, xoay mũi chân trái mới quan trọng. Đúng. Đúng, xoay mũi chân trái. Rồi tiếp tục. Rồi anh nhìn, tiếp tục ha. Thì khi anh quen, giống như anh chạy bộ, anh chạy nguyên bàn chân không thể nào anh nhanh được, anh phải chạy một mũi chân. Thì di chuyển trong bóng bàn cũng vậy, anh muốn nhanh là anh phải nhón gót lên, anh đứng, anh dồn trọng tâm về nửa bàn chân trước, thì khi đó anh di chuyển là mới nhanh được ha. Rồi xoay mũi chân, nhón, nhảy xoay, nhón, nhảy xoay, nhón. Rồi nhón gót lên, khuỵu gối xuống, đứng rộng chân ra. Anh xem lại cái bài trọng tâm của em. Chân đứng càng rộng thì trọng tâm nó càng vững. Nhón gót lên. Đúng rồi. Xoay mũi chân. Đúng. Thao tác chân tới hai thao tác nha. Nhảy và xoay là khác nhau. Đôi khi anh bị quên, anh chỉ nhảy mà thiếu xoay. Đúng. Chuyển trọng tâm nữa. Chuyển trọng tâm là cảm nhận nó đứng hẳn từ chân trái sang chân phải luôn. Đó, xoay và chuyển trọng tâm. Đúng. Xoay chuyển trọng tâm là hai cái cũng khác. Nhiều khi chỉ có xoay không mà không chuyển trọng tâm. Xoay và phải chuyển trọng tâm nữa. Đúng rồi. Rồi nhảy, xoay chuyển trọng tâm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rất tốt. Đúng rồi. Rồi, cầm vợt lên. Rồi, làm lại thử ha. Xoay chuyển trọng tâm. Rồi, thao tác cứ thư giãn. Quen rồi cứ thư giãn. Đúng, tự mình xoay chuyển trọng tâm. Đó, cái điểm B là chưa chuyển á. Nên đừng có lo cái tay quá, anh đánh hư cũng được. Mình làm thao tác cơ thể cho đúng thôi. Mình không quan tâm bóng nó vào bàn khi mình mới tập. Nó luôn luôn đi theo công thức là học kỹ thuật trước, có kỹ thuật rồi mới tính tới độ chuẩn, là mới tìm cách đánh vô bàn. Đánh vô bàn là bước thứ hai sau kỹ thuật. Đúng, khi mình đi học bóng bàn là mình phải
chú tâm vào quan trọng nhất là cái kỹ thuật đánh đúng cái đã. Thì khi đánh đúng rồi bắt đầu mình mới tìm cách đánh vào bàn. Đúng rồi. Nó sẽ khác so với khi mình tự chơi. Mình tự chơi là mình sẽ tìm cách đánh vào bàn trước, mà mình không để ý tới kỹ thuật nhiều lắm. Kỹ thuật anh đúng là trái bóng anh đánh vào bàn nó rất hiệu quả và nó sẽ nhuần nhuyễn. Hít thở. Đó, chú ý kỹ thuật, đúng rồi, chân hông, đúng. Hông, nhón gót lên, xoay chuyển trọng tâm. Xoay chuyển trọng tâm. Xoay chuyển trọng tâm. Xoay chuyển trọng tâm, đúng. Rồi, y như vậy luôn, xoay chuyển trọng tâm, nhảy, xoay chuyển trọng tâm. Đúng. Đúng, đúng, đúng. Tốt lắm. Thở, hít, thở, hít, thở. Tốt lắm. Rồi thì chỉ trong ít phút mà anh đã thực hành được và anh nắm được cái bài tập thao tác di chuyển đánh đều hai điểm thuận tay. Thì về lâu về dài anh muốn nó nhuần nhuyễn hơn thì mình sẽ tập thời gian nó nhiều hơn. Dạ.